Xin chào tất cả các bác nhé. Vừa chạy gấp từ bên điểm trường thôn Lùng Quốc về, không phải Lùng Quốc mà bên Kho Là, Bắc Mê. Giờ thắng về đây, anh em đang ở bản lũa đã đổ xong cái mố ở giữa và hai đầu rồi. Đấy. Ghép cả dầm và cốt pha thứ xong xuôi hết rồi. Như này thì chắc là chỉ ngày mai là đổ được thôi nhỉ, hay ngày kia, sáng mai đổ rồi á. Ui rồi đấy, dầm đây anh em đang, anh em đi đường này ra bằng cái cây này ra. Ui, cầu dài to đấy. Chiều nay là ghép xong sắt hết á? Sáng mai đổ à? Ui. Hôm nay tôi đã phải báo nghỉ cơ quan sáng ngày mai á. Đấy, vào tiếp đây. Sáng thứ hai đầu tuần giao ban. Còn nhà chị Mo bên kia nữa. Nhiều việc cùng một lúc. Cho lên phát lại nhé. Tranh thủ không nó lại mưa đúng không? Thế mà chiều nay phải ghép xong hết gì? Buộc hết gì? Buộc xong. À. Khoảng cách giữa cái dầm này mấy dầm này là bao nhiêu mét nhỉ? Mét tư à? Thế là cầu là cả cái thành lên là 3 mét tròn à? 3 mét 2 à? À. Lòng là 3 mét. Lọt xe 7 tấn thoải mái rồi đúng không? Cũng có nhiều các bác nói rằng là bảo cầu làm là container với cả xe 20 tấn thì không phải đâu. Cái đường này đường nông thôn. Đấy, ở đây thì bà con thì xe chủ yếu là 3 tấn rưỡi, xe khủng khiếp là 7 tấn. Có thể là 20 năm nữa thì chắc là xe cũng chỉ chạy 10 tấn ở trong cái tuyến đường này thôi. Đó. 20 năm hay 30 năm nữa thì nó cũng những cái con đường nông thôn mà những cái cây cầu Thắng Làm này đa phần là như vậy. Chỉ có duy nhất một cây cầu mà Thắng Làm ấy là cây cầu Bản Dâng. Đấy, cái tuyến đường đó có thể sẽ là cái lượng xe có thể là sẽ to. Đó. Tại vì là sau này người ta còn làm cái đường đó là rất là lớn. Đó. Đường 7 mét, rộng 7 mét. Thế mà lúc đầu cái Thắng đổ ở bên kia mới là 3 mét rưỡi cùng với bà con được 6. Còn cái đường như này bên này quy hoạch là chỉ 3 mét thôi, nên là cầu họ cũng làm chỉ 3 mét thôi. Đường tuyến đường nông thôn mà. Những cây cầu nông thôn. Ôi, đừng đi ra chỗ đấy, bằng cái đấy. Thế này mà còn cây kia mấy anh em không gác vào mà đi sang cho nó dễ. Cái gì à? Cây gì à? Dạ. Buộc vào chứ. Buộc vào cho đi chứ. Đây là buộc chéo từ chỗ này sang này, từ gốc cây kia sang kìa. Hình như là dài kéo còn quá 12 mét rồi chứ Thông. 12 mét 6 à? Vẫn ra 60 phân nữa. À. Ông Mai kia bà con lại bảo là đấy, ông Thông trưởng thôn ông thiết kế là
có cầu rồi cho bà con rồi mà sao vẫn ngập. Đẹp đấy, cầu đẹp. Cọc trước là chôn, mai kia là cái chỗ này nhá, là sẽ đổ bê tông vào. À xin lỗi, là đổ đất vào và đổ đường đây, đường nắn đây. Đường này cũng xin là đổ bê tông hết rồi. Đấy, cái đường này, đường xe anh sự đỗ rồi, gốc cây này cũng bê tông. Thế là họ đi đường này hết. Đấy, từ thôn bên này đấy, và đi sang thôn Bó Khiếu bên này đấy, nhóm hộ Bó Khiếu đấy. Còn bình thường trước kia là không có cầu, nếu mà làm cái gì ấy, thôn mà có làm việc gì lớn hoặc chở vật liệu hay là một cái gì đó thì sẽ phải đi cái đường kia đấy, đi vòng lên trên này, đi tít lên trên này rồi đi vào thôn Bó Khiếu bên này, hoặc là đi xuống dưới chỗ Nà Thiềm, đi lên, đi ngược lên đây. Bây giờ chỗ này có rồi thì cái bãi này làm nhà làm việc thoải mái. Đấy. Làm nhà, cái bãi này làm nhà quá đẹp. Đường điếc thuận tiện. Đâu? Chỗ nào? Ờ, đấy, quá đẹp. Đường điếc. Bây giờ cầu rồi, đường thuận tiện rồi, nó có phải như ngày xưa nữa đâu. Đường đẹp. Đất tự nhiên lên giá. Đất lên giá. Đấy đấy, mảnh này riêng tôi nói bảo mảnh này là quá đẹp này. Đấy, khu này làm nhà quá tuyệt vời luôn. Bà con là quá là. Mà nhớ nhớ từng bà. Cái lan can là ấy sau buộc luôn chứ nhỉ? Thông nhỉ? Em cho sắt vào luôn. Em cho để lồi lên mỗi một ống này cho 2 hoặc 3 cây lên. Lên tầm này thôi. Ừ. Đấy. Ừ. Anh em chở xe máy chở cái gì ra? Cầu này lại một cây cầu tình yêu nữa rồi. Đêm hôm thanh niên cứ dẫn nhau ra đây mà tán gái. Nó không phải như ngày xưa nữa rồi nhỉ? Ngày xưa thì không có Facebook, Zalo. Alo vã là. Không phải như ngày xưa cứ hẹn nhau ra bờ suối nữa. Vệ sinh sạch nữa, buộc sắt xong rồi phun lại nước. Dầm bên này chưa hạ hẳn xuống à? Vẫn để này à? Hay là chưa được? À. Ôi nhờ, không, sắp mưa đấy ông Thông ạ. Ừ. Xong chặn thêm nước đi. Chặn thêm cái này này. Hả? Ờ, cho cào thêm, gia cố thêm đi. Cố gắng, cố gắng. A Di Đà Phật. Cố gắng, cố gắng. Đừng có mưa. Mấy ngày này? 2 ngày nữa là... À. Đêm nay là nửa đêm là nó về đầy xe đấy. Đâu? Ông đã mơ thấy gì à? Bên dự báo thời tiết đây. Đây là mặt dưới ở phía suối cầu, nhìn ngược lên. Thắng sẽ trở lại bên trên kia để quay ngược xuống cho các bác nhé.
gia đình bác Ngô Trung xem video này thì chắc cũng thấy là qua trên màn hình thì cũng thấy cây cầu rồi. Đó. Khối lượng bê tông rồi đủ không nữa. Căng đét hết rồi. Đẹp hết rồi. Mai thì họ đổ cái này thì Thắng tiếp tục chuyển tiền cho bà con. Kinh phí nó cũng bị đội lên một chút. Dài đấy. Còn cả đắp hai bờ kè nữa cho nó đảm bảo cây cầu. Nhưng mùa này thì không thể xây luôn bờ kè được, cứ đắp vào đây đã. Để đến tháng 11, tháng 12 mình sẽ đắp bờ kè sau. Xây cánh gà dài lên trên. Mấy chị em vác hết sắt xuống đây. Chiều nay buộc xong hết sắt đấy. Trụ bê tông như này mà nhiều bác xem video bình luận mà có thể gãy. Gãy sao được. Dưới trụ dưới nó tổng nó là hơn 8 khối bê tông đông đặc. To oành. Đắp vào đây kéo vẫn phải có tí nào mà chặn được tí bờ kè không ạ? Phải chặn được tí vào đây. Cánh gà. Ờ. Đấy. Đắp vào rồi xong nhưng mà đấy làm kiểu gì mà cho nước chảy lên mà vẫn xây được tí vào đây này. Không là ấy đấy. Để cho nó đỡ oánh vào trụ này. Đỡ vào cái mố bên này. Cả bên kia cũng vậy. Lúc cào nước nó chảy qua thoải mái mà. Cạn. Đã không, mình đây mình đổ đất cái là cho cống bên kia vẫn cho chảy. Dưới nước nguồn. Mố này hôm trước đổ đến 2 giờ chiều anh ạ, từ sáng. 2 giờ chiều á? Anh vào thì hay đấy. Thế à? Đổ vất lắm à, hôm đấy mố bên này đổ vất à? Mố này tưởng dễ ăn nhất nhưng mà vất nhất. Thế à? Vì cái này nó lở được quá. À. Nó lở. Lại bụp xuống. Đường ấy. Trước kia đường oánh xuống này. Là đường liếm ở bên này. Đang dài phết đấy. Nhìn xa đẹp lắm. Dài nhá, 12m6 nhá. Gần dài bằng cầu Bản Dâng nhá. Có điều là nó thấp hơn chút thôi. Đây là mé trên. Cầu. Nước sâu thật đấy, mát lẹ. Suối này trong veo.
lên sên trên bà con buộc sắt nhé. Trên núi kia vẫn mây mù nhá. Dẫm vào đinh à? Trụ giữa đây. Buộc từ đầu này đi, một phần hơn bên này. Ok, à, thép vào bên. Chia đánh dấu rồi đấy. Nhìn buộc sắt với cả ấy sắt này biết là anh em này làm nhiều xây dựng rồi đúng không? Thế à? Mỗi tổ là có 3 ông thợ chuyên đi xây rồi à? Kê dầm đấy còn cao hơn tí nữa. Ngắn ở dưới à? Dài ở trên đúng không? Cái khoảng cách đai này là bao nhiêu đây? Chia được 4 dầm thì đẹp nhỉ. Thì nó gánh giữa vào hai bánh xe luôn. Nhưng mà thôi như này cũng được. Thoải mái. Xe to không qua đây rồi. Xe 10 tấn không qua đường này đúng không? Trọng tải 7 tấn đến 10 tấn là thoải mái. Thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa mát được tí giờ lại nắng. Xong bây giờ hạ cái dầm bên này xuống mới buộc sắt dọc đúng không? Kê luôn à? Quăng cho ít đá lên. Hạ xuống. Từ từ cái này giải đá xong. Ôi. Cho đá xuống. Cho đá kê vào bên kia đó. Cho đá vào được mà. Đấy tầm đấy như chị đấy. Chuẩn luôn. 4 đến trung bình từ 4 đến 5 phân. Đừng có to quá lấy ra có. Đấy bảo chị nón lá kia nhà cái viên tầm đấy là vừa thôi. Cứ nâng lên mà kè vào. Đấy, cái này. Cái
Đây ăn mò. Cái này khổ nhất các bác. Ô khổ cái sắt kén vậy thôi. Nhưng mắn này mới ăn sẽ cóng một chút xuống lên. Họ tí dưới nhà đấy. Mai nó mang hết máy bơm về rồi à? Bảo Mai lấy máy bơm luôn, phải rửa cái này đi nữa đấy. Có cái máy bơm ấy phun dao đi cho nó sạch. Càng sạch nó càng tốt. Dội thì ăn thua gì. Có cái máy ấy, phụt phát. Bọn anh cho thêm mấy cái vào, tại vì là tí nữa buộc lên bọn anh đứng lên rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bị. Đây là những cái thanh dọc này này. Kê thêm nhiều vào cái thanh dọc ấy. Đấy, một mình bà cõng hai cháu. Đi nốt đợt này thôi nhá. Mai người kia đi cầu rồi. Chiều mai thôi là đi bộ được rồi. À chiều mai chưa. Chiều ngày kia. Ừ. Sáng ngày kia là đi bộ qua được rồi. Một chỗ đi. Mai tháo ra thấy một đống đá rơi. Được rồi, bảo các chị gái đưa sắt cho. Buộc dọc này luôn này. Quay xem như nào đi. Bên ấy đồng này kỹ thuật. Đo xem là khoảng cách bao nhiêu xong là vạch một số chỗ để bằng hàng lại bằng hàng như này này. Lại 10 phân tiếp. Cái này ngang 10 phân rồi thì kia lại 10 phân. Mười ô chiếc cái. Ừ. Ô là 10 cái à? Chia ra. Đấy xong là chia hàng ngang này buộc phát giật lùi vào phát là được. Các chị đưa cho cái xong cứ giật vào. Mang bên này lùi ra hai bên. Thoải mái đi. Không ông nào vừa ông nào hết. Sáu cái nữa. Ngắn à? Ngắn hơn 60 phân phải không? Mỗi bên. Nối. Lên đi. Lại thêm vào đây nữa à? Người Tày có cái câu à lúi nó chỉ là ấy thôi nhỉ. Nó chỉ là một cái câu kêu than như kiểu là trời ơi thôi nhỉ. Thank you.
Một loạt sắt đá để mình kê ở cái này để mình giấm nữa đi. Không cần là má cái đấy. Không đâu. Giấm cái buộc nó dày vào là nó gắn lên hết. Cứ buộc lên buộc biến sao rồi mới. Cứ buộc bây giờ cứ buộc xong đi, tí nữa nó mà bị chỗ nào thì kê chỗ đấy. Là ngày mai cũng mới đổ cơ mà. Sáng mai đã phải ra đổ ngay luôn đâu đúng không? Còn phải đắp ấy vào đất về chứ đúng không? Còn cái chương mét này nó thông ơi. Bạch 3 bạch đi 3 chỗ đi. Nó pan ốc cỏ thông hẳn bên á. Chương mét thông tên đi, thông tên đi. Đây, cái pan để nó nhá hạt đi cảm ơn tên. Buộc dọc lên nữa là ok. Mai đổ. Kiểu gì mai đổ. Nắng quá. Cứ đo đạc kích thước đàng hoàng vào cho nó chuẩn vào. Nó nhìn cái ô nó vuông vắn như cái bánh chưng. Mình cắm cái cây lan can nữa. Chị em lên đây buộc, bây giờ chỗ nào cũng buộc được rồi. Không, không phải buộc, buộc trực tiếp đi. Này, cái này nó thành không queo. Nó bốc một ít rồi nó. Chốt đằng cuối cái kia đi. Ra đến đằng kia phải chốt tiếp để cho nó thẳng đi á, không tí là nắn tiếp đằng kia. Không đừng có đuổi này, tí ra kia là vẹo hết đấy. Này, đấy. Buộc đuổi đi, nó hấp thẳng mà. Không tí nữa hình vuông lại thành hình tròn. Quả chám thì lại đen. Cái này nó cũng hơi quả chám này, tại vì cầu nó hơi chéo. Néo mà. Cái này bát đây. Hàng này một phát đi nữa. Quả chám thì nó phải quả chám giống nhau hết. Hiểu không? Chứ không phải là có cái vuông các ông ấy bảo là cái này cầu chéo nên là nó quả chám. Như quả chám thì cái nào cũng phải quả chám. Chám lại tròn ấy. Tròn hơi mềm. Cầm theo một cái bút nào ấy là nó lụm nó về luôn. Có cây sắt là bị hụt đúng không? Ra đầu này bị hụt một số cây đúng không? Lem à. Đợt trước là cũng tính với cả thông rồi là cây sắt nó dài bao nhiêu mét là 11 mét rồi. 11 mét 7. Bây giờ là hụt 60 phân. Thế là cầu này dài tròn 12 mét à? 12 mét mấy? 12 mét 6 à?
Lê đi buộc cho lê, chỗ nào buộc cho lê đẹp đẹp. Nhiều cái càng tốt. Càng tốt thì. Được. Này 30 năm nghề phụ buộc sắt đây này. Nhưng mà tuổi chưa được 30 tuổi đúng không? Vừa tròn 30 đấy. Chọc chân. Cùng với bên ba người đây. Nắng quen mình. Tao thử bài đi nhé. Cái này thử bài trong căn khúc nào bác. Cái này thử bài trong khúc nào. Cái lạc đàn này thăng đi à? Vậy bố mình lấy cái phúc nhỏ. Đó, phúc này phúc. Cái bùa này bùa đâu một sao le thế chỗ này bùa sắp hết cũng mà bùa sắp hết cũng mà mấy cân nữa rồi thì nó mới xong. Đừng bị mạnh tay vào. Mình chưa làm nữa, một nước túi rồi. Vẫn chi mạnh tay nhưng mà vào đường thì nó. Hả? Cái lách này cảm hay lắm. Không ai nhắc lách phúc mà. Lèo này chẳng phải lái đâu. Mày mày phải phương ngắm mà mày ý. Không, mày phải ông mày ý với nó hết đấy. Sang ô. Đang được. Nhưng mà anh được quay vào hãng là được. Sợ con rách đấy anh ạ. Anh quay thì quay vào kia kìa. Ngồi. Mồ hôi mồ kê ngồi là nó ướt đây. Đừng ướt tưởng. Mấy lắm. Cứ năng lực mà quay lắm quay về.
ถาวรละเอาบ้าคำไปเลื่อนชื่อใครเอาจำมาเขาเตือนไงเอาจริงมาที่นี่แค่ใส่หัวสังเตงเมื่อแกเกียนถอยนั่นแหละคือน้ำมือแต่น้องแต่ลงแง่แล้วมั้ยชื่อกันใจเหรอแม่เดียวแม่แม่เดียวมาแม่อาแม่ไปนะเฮ้ยหนึ่งเหลือมากครับบ้านเดียวแม่อาตัดทั้งไปทำแกเขาได้จ่ายเก้าแน่นอนใจในคนให้เบ้ละกันเลยจึงต้นลายมันจะไหนเนาะอันนี้กันเรียวๆเลยชอบมึงบุกกันเลยดอนเลยหมดทีเนี่ยไม่กันเลยกันเลยบากายดอนเลยก็แม่ này bây giờ ít còn không lấy đời to nó lấy đâu cho mẹ cái bài mẹ ủ phân ở hố cái này chết không biết nó thối thất con thì mình cũng con thôi. Thấy nhà hàng ở chỗ khu nào đấy? Ngay cầu cái số 3 kìa. Cái này bán này phải nẹo à. Chưa nó nói dối nó mở ra xem trước rồi mà. Thì có mấy nhưng hết đầy nước rồi vẫn đen hơn được. Ừ. Thỏ ba con năm đấy. Ồ, con năm thêm đi à? Khả năng mình phải tạm cái ốp, cái ốp kia trong quá điện thoại. Hôm trước đánh bóng chuyền phát vào vỡ mẹ cái kính này. Ai ạ? Ừ. Mất mặt ơi. Mi chỉ run nghe. Mi chưa kịp hèm. Quay toàn run nghe. Chỉ hắn áo tai quay lên đau kìa. Ở các quay các tự tin. Mất thả tim nè. Bệnh. Một cái gì lắm. Lòng sẽ lấy tất thanh này. Tớ còn xăm tất thanh này. Tất thanh này. Nó như Có 15 thêm lên, nhảy có 15 lên, cái thoải mái ngầm. Có 15 mới chơi, đi ăn chơi không? Nắm vậy, lấy cho ông đi nảy cái khuê vào. Có cháu mà cả ông ấy sẽ được bao hút kêu. Cái này hay lắm. Cái này hút kêu thì lấy bàn đài mà lên chuyển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chẳng nhau thì phải lâu, phải buộc cái này phải pan mấy không? Không cần này này. Rút cái này này. Các bạn, ngó đếm từ tài mới ăn đấy. Không rút cái này này. Học vô và vô là dần 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 dần. Đang gia cố lại. Vâng. Cái đấy phải chắc vào đây không mai nó bửa ra. Thì nó còn chống ngoài. Chống ngoài giống như. Kéo vào để hít nó không bị bửa. Đây, sắt xiếc đã buộc xong nhé. Còn buộc cây lan can và chống xung quanh nữa. Đấy. Anh em đã buộc xong sắt đây. Kê dọn như nào. Ngày mai thì trước khi đổ thì Thắng sẽ vào trước, các bác sẽ xem được lại hết toàn cảnh cái khu vực này nó như thế nào. Và bây giờ Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Để về á, không sang được bên Nậm Thủa, lại có công việc ở ngoài, chạy ngày hôm nay hết tốc lực rồi. Chạy hôm qua và Đèo Vàng, chạy về đi Bắc Mê, rồi lại chạy về đi Vị Xuyên. Quá mệt rồi, về tắm rửa nghỉ ngơi á, sáng ngày mai lại vào. Anh em đang đóng cái này là làm cây trống và buộc. Trống rồi.